Thưa quý vị, những ngày qua, người thường xuyên sử dụng hòm thư điện tử ở Việt Nam hết sức lo lắng khi có thông tin về 50.000 tài khoản Gmail trong nước bị lộ mật khẩu, cùng với đó là nhiều thông tin cá nhân không còn được bảo mật. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia an ninh, mức độ nguy hiểm của vụ việc chưa cao và tại Việt Nam cũng chưa ghi nhận ảnh hưởng từ sự việc này. Là một trong những người có tài khoản của Google và thường trao đổi làm việc chính qua thư điện tử Gmail, anh Trần Thanh Tùng cảm thấy khá lo lắng trước thông tin 50.000 tài khoản Gmail bị lộ thông tin. Mình cũng có tài khoản Gmail, bình thường mình hay làm việc trên sử dụng tài khoản này. Trước cái thông tin khoảng 50.000 tài khoản Gmail của Việt Nam bị lộ, mình cũng rất là lo lắng, không biết tài khoản mình có nằm trong số đó không. Mình sợ có thể là lộ các thông tin ở trong các cái thư mình gửi hoặc nhận được. Cũng giống như anh Tùng, sinh viên Tạ Công Sơn cũng chỉ biết được thông tin này qua báo chí. Tuy nhiên, do học tập trong môi trường về công nghệ thông tin, nên Sơn đã tìm hiểu sự việc và chủ động tìm đến các trang diễn đàn bảo mật lớn để tự kiểm tra mức độ an toàn của tài khoản Gmail của mình. Mình có lên một số trang diễn đàn lớn và thì như trang yh.vn cũng như là để kiểm tra xem là tài khoản của mình có bị đánh cắp hay không, và rất là may mắn là tài khoản của mình vẫn không nằm trong số đó. Lo lắng là tâm lý chung của những người đang dùng Gmail. Tuy nhiên, theo các chuyên gia an ninh mạng, mức độ nguy hiểm của sự việc chưa quá lớn và người dùng chỉ nên lo lắng khi mà nhận được thông báo chính thức từ Google. Theo thống kê của chúng tôi cũng như là tính theo cái tỷ lệ mà Google đã công bố, thì tại Việt Nam thì cũng chỉ có khoảng trên 2.000 cái tài khoản có khả năng bị ảnh hưởng. Và Google thì ngay lập tức khi mà có cái thông tin này thì cũng đã có cái gửi trực tiếp cái thông tin đến tất cả các cái email mà có khả năng bị ảnh hưởng để thông báo về cái chuyện này. Thế nên nếu mà bây giờ người sử dụng mà không nhận được thông tin gì, người sử dụng cái Gmail không nhận được thông tin từ Google thì hoàn toàn có thể yên tâm là mình không nằm trong cái danh sách này. Theo xác nhận từ Google, các địa chỉ được phát tán trong 5 triệu địa chỉ Gmail chủ yếu được thu thập từ các dịch vụ khác, chứ không phải dò rỉ từ hệ thống của Google. Vì thế, các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng không nên dùng địa chỉ Gmail để đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến khác, đồng thời định kỳ thay đổi mật khẩu theo đúng tiêu chí lập mật khẩu mạnh, gồm đủ chữ hoa, chữ thường, chữ số và các ký tự đặc biệt để tăng tính an toàn cho tài khoản.